lâu anh em. Mình đang ở trong một cái rừng lá anh em ơi. Cái trải nghiệm này thì mười mấy năm rồi em mới đi làm lại cái trải nghiệm này anh em ha. À, mình đi theo ông anh. Đụng nó hay vậy? Đụng má sầu quá trớ. Lúc chỉ. Gặp tay nào mới bắt rồi. Tay gặp nữa này cửa. Có dấu rồi về. Đây có dấu nó mới thọt nè. Mưa luôn, đen như mõm chó luôn. Mới đổi điểm luôn anh em ơi. Nay đi bị đụng kèo quá. Đi gặp chỗ người ta bắt rồi. Đây cũng bị người ta bắt rồi. Môi bấy cái chân. Chú mười hả? Bà kia nhỏ nhỏ nhóc. Rồi. Rút nhẹ nhẹ lên là lụm rồi. Bẻ gì không ơi. Đâu bẻ, bẻ không? Xin bẻ hả?
Rồi, rồi chậm chậm mà im mà. Gì vậy? Đất hả vậy? Trời ơi, trên bự. Hình quá. Thấy ở ngoài luôn thế kìa. Ô hô hô hô. Đâu mấy con gì đăng ký rồi ta? Rồi. Trốn. Ôi nó mập, nó sang. Thật ha. Thật. Phê. Thước mấy. Ui. Tức gửi luôn. Đáng. Còn đáng còn. Gì chậm chậm nữa rồi. Ôi ôi, đó. Vô rồi, vô luôn rồi. Vậy rồi sao chứ? Hay quá Lệnh ơi, khúc cuối. Ôi trời ơi, sướng nữa rồi. Ủa con nào con nấy rồi ông ơi. Khúc cuối gặp Lan rồi, khúc cuối gặp Lan rồi. Ôi nó dài. Quá trời nó trong hốc trong kẹt ngay mấy chỗ khó đồ không. Còn ngoài dễ dễ người ta bắt hết. Đất hả? Trời ơi bự. Trời cái đuôi mà bự rồi ông ơi. Dính lại không? Trời cái đuôi mà nó càng bá luôn. Còn cái đuôi không cũng tính chạy nữa mày. Trời ơi cái đuôi mà bự rồi ông ơi. Ơi ổn. Cực cái phải xù đầu luôn anh em ạ. Không like nữa thôi luôn á. Thành quá mình đi cả tiếng đồng hồ anh em.
Để một chút nữa đặt hàng cái đặt cái mồi sên Vũng Tàu về em lấy con này ra so sánh cho anh em xem ha. Hồi đó thì đi bắt đi câu là mỗi lần đi câu là đi bắt gì không. Còn giờ đi bắt như anh em thấy cực gần chết, có mấy con bắt buộc là phải mua. Bữa nay tại vì ông anh không nhớ mấy cái cảnh này quá, năn nỉ ông đi làm clip anh em xem. Thì riêng về cái con sinh lá này thì nó dễ sống anh em. Nó, cái này là mình bắt hôm qua được nhiêu đây đây nó mình để nó khô vậy thì nó tự nó ra nước ở trong mình á, rồi mình bỏ những cái lá thúi nó còn ít ít á, nó dễ sống đó. Hôm qua có số đứt số dập á, nhưng mà nó không chết anh em á, mình câu trong vòng ngày là ok. Cái cách rộng của nó thì trong cái video em làm lúc năm ngoái đó, anh em có gặp con này thì vô video đó tham khảo ha. Đó, còn ở bên đây thì anh em thấy là cái con này là kêu bằng trùng biển nè, trên Vũng Tàu nè. Cái cách mà để cho nó sống á, thì nó khó hơn anh em. Mình phải rộng nó trong nước ha. Người ta buôn bán thì người ta có chạy oxy luôn á. Mà cái đặc biệt là cái nước của nó mình phải bảo đảm nó khoảng 20 phần ngàn anh em. Cái nước đó thì người bán á, người ta cho mình luôn ha. Nếu mà mình đi câu mà ra ngoài xích khúc mà nước mặn nó cỡ 20 phần ngàn đó, thì mình rộng nó mới ổn. Còn mà nước mà lạc lạc á, ngọt á, là mình đưa vô chút xíu là nó chết nó rã bèn anh em. Hai cái loại thì nó cũng khác nhau xa ha. Con này thì nó nhỏ 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 nhỏ, còn sên lá thì nó bự, con nào nấy bự hơn. Rồi cũng sẵn đây nói thêm những cái giá của anh em tham khảo cái giá luôn. Đó là con sên Vũng Tàu này, con trùng biển này thì giá hiện tại là nó 550 anh em, 550 ha. Còn cái con sên này nếu mà con sên lá mà nếu mà mình mua á thì giá hiện tại giờ nó cũng cỡ 400, 400 mấy anh em. Rồi, qua cái video thì chia sẻ với anh em ha. Cái mồi câu. Hôm qua cũng tội nghiệp ông anh đó, nhờ ông đi bắt mình làm cái clip chứ mười mấy năm mày cũng đâu có gặp lại cảnh đó đâu. Hồi xưa thì đi câu thì kiếm sáng sáng vô là phải đi vô mấy cái rừng lá vậy đó. Mình đi bắt rồi chiều mình ra mình câu à. Còn giờ thì lá người ta phá, người ta làm vuông làm ao hết rồi, nên nó không có còn nữa. Cũng muốn ghi lại những cái kỷ niệm đó. Hôm qua thấy ông anh ông bắt giờ về ông than cực quá ông nói đào tài quá lâu bắt. Rồi video chia sẻ anh em xem vui cái mồi sên mà mình câu ha. Hai cái loại này thì cái độ cái mặt cá, cái độ mà nó bắt mồi thì nó như nhau anh em, cá gì nó cũng ăn được ha. Cái ngát bông lau lù đù cá út gì nó làm láng hết. Rồi bà em kết thúc cái video mình ở đây nha, cảm ơn anh em nhiều.